Vào chiều ngày hôm qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thêm một cơ sở sản xuất bún có hàm lượng phụ gia vượt quá tiêu chuẩn cho phép tại địa phương này. Cơ sở này của Nguyễn Xuân Hậu, địa chỉ tại 12/85 tổ 11 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện mẫu bún chứa axit oxalic, hàm lượng natri benzoate vượt chuẩn cho phép đối với thực phẩm. Tính đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã công bố 6 cơ sở sản xuất bún, bánh canh, bánh phở, hủ tiếu bị phát hiện có chứa chất cấm Inopan và nhiều phụ gia vượt hàm lượng cho phép. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành phía Nam như Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang và mới đây là An Giang cũng phát hiện mẫu bún nhiễm hóa chất cấm.